Và bây giờ phần thử thách của bạn Trâm đó chính là rất là dễ. Đây, ở trên bàn trong gai. Em đứng em cảm thấy sao bé Trâm? Thốn. Thốn hả? Yên tâm, nó thốn nhẹ thôi, nó không thốn nặng đâu. Nha. Ở đây có một cái vật, cái bao gọi là tương tự như bao lúa, em cầm lên thử coi. Động tác của em sẽ là vậy đó hả? Ờ, cái tay này cầm cái này nha. Nhớ nha, trong thời gian 3 phút nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi. Và trong 3 phút đó, cả ba anh sẽ phải cố gắng. Ai biết trả lời thật nhanh, câu nào không biết cho qua nha. Nếu như trong vòng thời gian 3 phút đó mà bạn Trâm để rất bao lúa xuống và đội của chúng ta sẽ bị mất lượt. Hương lúa Bình Thành đâu rồi? Cụ vũ lớn lên nha. 3, 2, 1. Câu hỏi 1. Hai giai đoạn nào của cây lúa sâu cuốn lá tấn công gây thiệt hại nặng nhất? Để nhánh làm đồng. Chưa chính xác. Câu 2. Bệnh đạo ôn phát triển khi thời tiết như thế nào? Thời tiết có sương mù nhiều. Chưa chính xác. Tiếp theo, tỉnh nào của vùng đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng lúa lớn nhất? An Giang. An Giang. Chưa chính xác. Những loại sinh vật tự nhiên có ích cho cây trồng được gọi là gì? Thiên địch. Chính xác. Sông Vàm Nao giáp sông Tiền hay sông Hậu? Sông Tiền. Chưa chính xác. Nhện vé có mấy chân? Nhanh lên mấy anh ơi, em ơi. 8 chân. Chính xác. Lúa giống cách nào được nông dân sử dụng sản xuất lúa hàng hóa? Sắc ngạn. Chính xác. Cái gì không nhánh thân suông, bóng che mắt rưỡi cho đường ta ăn là cái gì? Mấy câu rồi. Thốt nốt. Chính xác. Bốn sinh vật sau: nhện, bắt mồi, bọ rùa, kiến ba khoang, mồ mõm. Con nào không phải là thiên địch? Kiến ba khoang. Chưa chính xác. Trong vòng đời của rầy phấn trắng, giai đoạn nào sinh vật này gây ra hại nhiều nhất? Để ra vô chậu chấp nhận, chị chấp ở đây. Vâng, xin mời anh ba. Xin mời anh Ba Cùng. Rồi, bây giờ anh Ba Cùng sẽ trả lời giùm cái phần trợ giúp nha. Trong vòng đời của rầy phấn trắng, giai đoạn nào sinh vật này gây hại nhiều nhất? Có rầy phấn trắng có hai cái giai đoạn mà gây hại. Thứ nhất là ấu trùng, thứ hai là thành trùng. Thành trùng là cái con bay á, nhưng mà cái con ấu trùng là cái con gây hại nhiều nhất. Tại vì từ cái thời điểm mà tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, ấu trùng nó có 3 tuổi. Thì cái thời gian của nó khoảng nửa tháng lận, thành ra cái thời gian nó hút chích nó sẽ nhiều hơn, thành ra cái mức độ gây hại nó sẽ nặng hơn, thành ra ấu trùng là cái giai đoạn chính xác nhất. Vâng, như vậy là chúng ta đã có thêm một câu trả lời chính xác từ phía phần trợ giúp của anh Ba Cùng.